Rồi, xin chào các bạn nha. Tối hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi bắt ốc sên. Ôi, đây được có một con nó đang bò, nó đang ăn lá cây nha các bạn. Ồ, đang ăn lá cây. Ồ, wow. Quá trời to luôn. Ừ, mình sẽ bỏ vô vỏ. Quá trời to luôn các bạn ơi. Đó, một con trốn đây các bạn. Nó nằm đây. Ồ, bắt đầu nó luôn. Ồ, to, con này cũng bự. Wow. Nhỏ hơn con trước nha các bạn. Ồ, quá trời đã luôn. Bỏ vô luôn. Ừ, tiếp tục nha các bạn. Đi. Ồ, một con nằm trốn đây. Wow, nó đang ăn lá cây của mình nha các bạn. Đó, nó đang ăn lá cây đây. Bắt đầu nó mới được. Phá rồi. Cho vô vỏ luôn nha các bạn. Cho vô vỏ luôn. Ừ, ăn lá cây của mình nữa. Ồ, cho vô vỏ luôn các bạn ơi. Ồ, quá trời to. Đó, ba con từ lớn tới nhỏ luôn nha các bạn. Đó, đó một con núp nó kẹt đây. Đó, con nhỏ chút chiếu đây. Các bạn. Ồ, bắt con nhỏ chút chiếu luôn. Bắt luôn bò ốc sên, con này ốc sên nhỏ nha các bạn. Ừ. Wow, giờ nó còn lò cái đầu ra luôn các bạn. Con này nó không sợ đâu. Giờ nó còn lò cái đầu ra luôn mà. Ồ, tiếp tục. Con có con kép các bạn. Kép. À, cái bên con kép nó có một con ốc sên. Đâu, mình đuổi con kép đi. Đi. Đó. Ồ, mình sẽ bắt con ốc sên. Wow. Nó đang bò đi đâu đây? Nó còn thò cái đầu ra luôn các bạn à. Ghê chưa? Quá trời ghê luôn. Rồi, cho vô vỏ luôn nha các bạn. Quá trời đã luôn. Ồ, cho vô. Rồi đây một con núp lá dừa này các bạn. Đó, bay nào ra. Đó, con kia bò ngang đá. Đá nó đang bò trên đá đó. Ồ, con này nhỏ các bạn. Bò trên đá à. Cho vô vỏ luôn. Anh đang bò trên đá. Đang bò trên đá tính ra ăn gì á. Cho vô vỏ luôn các bạn. Quá trời lì rồi. 1 2 3 4 5 con rồi bạn. 5 con với một con càng nhỏ chút xíu nữa 6 con nha. Ồ, vô trong này thường có kiến khó trong này không? Thường nó hay nấp ở trong mấy cái bụi lém này các bạn. Đi quần quần đây thử kiếm. Ồ, đây. Ồ, chút kép nữa. Bếp mấy cái con phía bên này luôn. Cho nó ra đi. Ra đây rồi mình bếp cái con kia. Ồ, nó đang nèm đây. Nèm chèo queo luôn. Ồ. Wow, đang ăn lá cây các bạn. Ốc sên nó hè lá cây đấy. Rồi, cho vô vỏ luôn. Cho vô vỏ luôn các bạn. Rồi, ơi, bắt đầu mình bây giờ mình sẽ đến những chú sên nó là mới đây mới sách đây mà anh đã bò ra rồi các bạn. Bò ra đâu đó các bạn. Đó, ô trời. Tục đầu rồi. Còn hôm nay thu được kiếm được khoảng khá nhiều các bạn. Đây trên đây này. Quá trời nhiều luôn à. Nó đang bò ra các bạn. Tại đây mình bắt trước luôn nha các bạn. Bắt đầu bắt trước. Bây giờ mình sẽ bỏ ra chìm thử gì. Quá trời nhiều luôn. Cho xuống. Thúc hết qua bên tôi luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Con này bự. Xem bự quá trời bự rồi. 6 con. Wow, nhiều quá. Quá trời đã luôn. Ồ, mấy con bự không các bạn ơi. To, thú khí trong đây. Nhốt lại nha bạn. Nhốt lại không để nó trẻ mắt. Quá trời đã luôn rồi. Ồ, nhiều ốc sên quá các bạn ơi. Quá là nhiều ốc sên rồi. Wow, bự luôn. Rồi, tối hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi bắt những chú ốc sên nha. Đây. Ồ, giờ mới ra có một con ốc sên nào các bạn. Ồ, nó đang bò này. Ồ, nhìn bóng loáng luôn các bạn à. Giờ mình sẽ thử đụng cái đầu của nó thử thêm thục rào nha. Wow, đang bò đen lá cây của mình này. Đó, đụng đầu. Vừa đụng đầu đã thục vô liền các bạn. Trời ơi, đi vô, trời bỏ vô luôn. Một con nha.
bự quá. Con này tốt, mập út nút luôn. Trời mưa mưa xem nha các bạn nhỏ. Rồi tiếp tục theo mấy con thứ hai nha. Ồ, đây mình xin thấy hai con luôn mà, hai con luôn. À, bắt đứa con bự đứa để nó chạy. Đó, con bự đang bò đó, đụng đầu nó tụt luôn. Đụng đầu là tụt vô luôn. Ốc xịn quá nhẹ. Nó ra từ từ nhưng mà nó đầu khi mà mình đụng nó là nó tụt vô đầu vô treo luôn. Đó, hai con. Rồi tiếp tục đi bắt con thứ ba. Đó, con này lì nè, con này nhỏ lì nè, đụng mà chưa tụt vô nè các bạn. Đó, giờ mình sẽ bắt nó nha. Đó, vừa bắt nó mới tụt vô đầu vô các bạn. Đó, ba con rồi nha, quá trời đã luôn rồi, ba con. Rồi tiếp theo qua bên này coi tìm kiếm nó. Ôi chưa kiếm rồi, nó đã có nấp trong đó rồi. Con này sao chưa bò, con này to, cũng được hai con te nha. Bốn con rồi, cho vô vỏ luôn. Đó, một con đang bò các bạn. Trời ơi, ghê chưa, con này trường hết cái mình nó ra ngoài luôn rồi. Ồ, gõ nó thử kìa, đụng đầu nó thử coi. Đụng vừa tụt vô luôn. Trời ơi, vô vỏ luôn. Ăn luôn cái cây của mình nữa chứ. Con này ăn luôn cái cây của mình nữa chứ. Ồ, cho vô luôn. 1, 2, 3, 4 nem con. Rồi tiếp tục. Một con nó đang trốn trong cái lò các bạn. Đó, đang vô trong cái lò. Tính vô trong đó làm gì với bắt đầu nó luôn. Con này dạng các bạn, con này đụng nhưng mà chưa thuộc hết vô treo này. 1, 2, 3, 4 nem 6 con. Rồi tiếp tục đi bắt. Có con kéo đâu đây. kéo đâu đây. Đi dạo đi. Con kéo bây dạo đi. Nó cái ốc xin. Rồi mình sẽ tiếp tục đi lấy ốc xin nha các bạn. Chỗ đây có nhiều con vậy. Sao chỗ đây có nhiều con em? 1, 2 con. Hai con dính lẹo. Hai con dính lẹo luôn. Hình như nó đang ra một cái sao á. Hai con này. Một con, hai con mà tránh luôn. Quá trời đẹp luôn rồi. Giờ mình sẽ bắt nó lên thôi kìa. Nó dính luôn các bạn à. Nó đang dính nhe này. Dính ngắt luôn. Quá trời dữ rồi. Dính cứng quá, gỡ không ra luôn rồi. Không rớt con kia luôn. Cho vô vỏ luôn. Tiếp tục mới thấy một con nữa. Trốn à. Trốn đi đâu đường nào. Còn ngay chỗ đây tới ba con luôn các bạn. Ghê quá. Có nhiều ốc xin rồi. Nhiều ốc xin như vậy. Ba con luôn. Nhiều rồi, tiếp tục đi. Một con nó đang lên một cái chậu bông này. Con này khá dài các bạn à. Quá trời đã rồi. Bắt đầu. Tính đi đâu đây. Con này nhìn tránh phép nó bò lên nên nhìn sạch ghê các bạn. Quá trời sạch luôn. Cho vô vỏ luôn các bạn. Trời nhiều quá trời nhiều đồng. 2, 4, 6, 8, 10 con rồi các bạn. 10 con ốc xin rồi. Bây giờ mình sẽ sang bước qua bên đây. Nhiều ốc xin quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi phía này ốc xin bự ghê các bạn. Quá trời bự luôn. Đó, 11 con nè, 12 con nè, 13 con nè, 14 con nè. Nhiều quá rồi chọn. 14 con rồi. Thôi mình sẽ cho nó vô đây mày. Nó đi qua này rồi đại lại cách lại nha. Bạn hãy nhấn đăng ký kênh nha. Quay nhiều clip cho bạn xem. Quá trời xin luôn các bạn.